Bổn sư kính cảm ơn Thầy Phật, kính thưa quý học viên trên online cũng như trong lớp hiện tại đây, kính chúc quý vị một ngày thật là an lạc. Rồi hôm nay chúng ta, hôm nay là ngày thứ hai, 29 tháng 4 năm 2024, chúng ta bắt đầu học môn uh, lịch sử Phật giáo Tây Tạng. À, chúng ta đều có tài liệu hết rồi chứ hả? Dạ, yeah, đúng rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu học, thì chúng ta học chương 1. Trong này nó có tất cả là 7 chương, thì chúng ta học 7 buổi. Tại vì uh, nó dài nhưng mà chúng ta học rút gọn, cái nào quan trọng chúng ta học thôi, không có học hết. Cho nên là chúng ta, cái nào quan trọng chúng ta giới thiệu rồi chúng ta học cái đó thôi, còn bao nhiêu là chúng ta lướt qua hết, bỏ qua hết. Quý vị đồng ý không? Dạ. Yeah tất cả chúng ta đều đồng ý như vậy thì tốt tại vì có những cái nó không có liên quan đến mình ngoài học mất thời gian ha thì có một vài <laughs> cái vấn đề chia sẻ với vị về cái nguyên nhân và cái à, cái việc dạy của cái môn này à, chia sẻ với quý vị cho nó vui Thì xưa thì nguyên định trước gia vô tu thì không biết cái, cái tông phái này nhưng một thời gian thì uh, sau khi đi du học trong thời gian đang du học thì quen một cái học giả Quyền Thanh chắc chúng ta cũng biết là học giả Huyền Thanh đánh lên mạng cho ta biết là học giả chuyên dịch cái bộ Đại tạng Bộ Mật Tạng này thì học giả là học trò của học giả là quen với nguyên định ngày xưa học chung lớp 12 thì bạn ấy là học trò của thầy là phụ thầy để dịch cái bộ mật tạng thì vô tình lại gặp lại mấy năm gặp lại thì bạn ấy nói là bạn ấy có quen một thầy Huyền Thanh là dịch giả mà đang dịch bộ mật tạng hay lắm thầy nếu mà thầy thích thì giới thiệu thầy qua để biết rồi để giao lưu Thế sau này có nhân viên mình phụ với nhau để hoàn tất cái bộ mật tạng. Thì từ chỗ đó Nguyên Định cũng qua thăm rồi giao lưu với Thầy. Thầy thấy uh, biết tánh định biết sao đó Thầy cũng kết. Thầy nói Thầy có tánh định cũng rất hay, tôi cũng rất mến. Thì uh, nếu mà Thầy thích thì tôi sẽ chỉ uh, tiếng phạn cho Thầy rồi sau này để Thầy kết hợp. Thầy tốt nghiệp xong Thầy về kết hợp với tôi thì đỡ hoàn tất bộ mật tạng. Thế dịch khoảng một trăm, một trăm mấy chục rồi, còn ba chục bộ Còn ba chục quyển nữa mà cái phần đó thì đã nói không quan trọng cho nên đã chưa dịch Nhưng cuối cùng là à, Nguyên Định chưa kịp tốt nghiệp thì Thị đã qua đời Thế còn trẻ mà, mà qua đời mất Nên nó dễ dàng, nó đang dở dàng công trình của, của Thầy Cái bộ mật đạn đó Thì Nguyên Định cũng không biết sao cái thời gian sau lại gặp một người bạn người ấy là bạn lào bạn ấy cũng là tu về mật tông bạn ấy giới thiệu là có một sư phụ người thái lan thì nếu thầy muốn tu mật tông thì bạn ấy sẽ giới thiệu cho <laughs> sư phụ rồi mà sư phụ của thầy ấy rất đặc biệt là nói thầy ấy bảo khi mà thấy người người lào nhưng mẹ người việt ba người lào sinh ra đấy là lai like đó thầy không biết nói tiếng việt nhưng thầy qua học ở việt nam ba, ba tháng hè thì học tiếng việt xong thì thầy mới gặp nguyên định hôm bữa trước hình như nguyên định có cỡ qua rồi đúng không thì bạn ấy nói là sư phụ có thể nói là à, hồi kiếp năm, năm năm trước đó, thầy với tôi là hai người huynh đệ đã hứa hẹn với nhau đời đời kiếp kiếp đỡ cùng nhau tu học cho nên là hôm nay thầy về đây À, để tôi đúng ra một tuần đó là tôi về lào luôn thì thầy không có cơ hội gặp nhưng mà sư phụ bảo tôi ở lại một tuần để gặp thầy thì thầy với tôi là học xưa trước tôi là sư huynh thầy là sư đệ Mới nay kiếp này thì tôi ngược lại tôi vui xuất gia trước cho nên tôi thuộc sư huynh thầy là sư đệ thầy là xuất gia sau thì thầy cũng nói là thì ngân định cũng nói ờ thì thôi thì thầy cứ bảo đi thì cái chú nào học như thế nào thì thầy cứ cứ uh, sư phụ nói sao thầy truyền lại cho tôi thì tôi cứ cũng học thử <laughs> thì có sao nguyên định cũng uh, trì từ năm từ hai 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 2010. bắt đầu 2010 mười cho đến nay trước 2010, đúng là hai uh, nghìn thì bắt đầu trì thì bạn ấy nói là thầy phải trì đầu tiên là thì chú kim cang để trong này chúng ta chậm ra giới thiệu đó là cái thằng chú kim cang thì nguyên định cũng tu theo cái môn cái đó truyền cho đến bây giờ là tất cả là 12, hai mười bốn loại mười bốn loại thần chú tức là tu theo mật tông là sư phụ đã truyền hết mới năm ngoái này là sư phụ truyền xong là sư phụ qua đời luôn là 106 tuổi là sư phụ ở thái lan thì sư phụ truyền xong rồi sư phụ mới bấm mới đi tại sư phụ thấy cảm thấy là đệ tử đã được truyền đầy đủ hết rồi nên từ do đó người Nguyên định cũng có cái duyên là gặp mật tông là cái nhân duyên nó như vậy là nên muốn dạy à, quý vị chia sẻ quý vị về cái môn này <laughs> ở, tại Tây, ở Tây tạng thì um, tu cái phương pháp đó thì sau thì sau này chúng ta sẽ nguyên định tới đâu thì nguyên định sẽ hướng dẫn những vị sơ sơ vào những vị nắm một chút nhiều khi mình trong nhiều đời mà mình có những cái kiếp là mình đã từng tu qua đó thì mình nếu mình gặp lại được thì mình nhiều khi nó phát triển, triển lên nó gặp được cái duyên á. hay lắm tôi cũng uh, vô tình thì tôi cũng chắc là cũng kiếp trước cũng có tu sau tự nhiên gặp uh, mấy vị này đã đỡ truyền lại cho những cái cái cách thức trị phân cái phương pháp trị thì à, cũng giới thiệu cho quý vị à, sơ qua những cái, cái duyên như, như vậy đó nên gặp cái nhân viên mà đến với bậc tông là người định nó có những cái nhân viên như vậy thì chia sẻ với quý vị à, sơ qua cho biết <laughs> thì nói với phật giáo um, tây tạng thì đa số là chúng ta mường tượng đến cái gì mật mật tông mật giáo mật tạng nó có cái từ đó ha chúng ta nhớ cho nên nó hơi đặc biệt một tí cho nên chúng ta trước mắt là giải thích về cái đa số nên là mấy mấy môn lịch sử kia thì nguyên định giới thiệu về à, diện tích rồi dân số địa thế ha còn cái này đặc biệt là nguyên định thấy cái này nó hơi khác khác chút cho nên là mình đặc biệt là mình giải thích về cái Địa đề nó trước tại sao phật giáo tây tạng người ta không nghĩ đến cái gì mà người ta nghĩ đến mật tông mật tạng nó tu về cái, 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 mật thì trong đoàn ngân định cũng có đã giới thiệu cho quý vị thấy cái giải thích trong cái của hòa thượng thiện hoa đó thì trong ngài cũng có nói sơ qua cái giải thích sơ qua cái, cái mật tông đó là gì đó chúng ta có tài liệu ha thấy đấy ha thì mật tông đó là một cái nó là một trong mười cái tông phái lớn của đạo Phật. Tông này nó thờ Đại Nhật Như Lai, làm giáo chủ bí mật ngài Kim Cang Bồ Tát, đích thân chịu chức quỷ quán đảnh, kế thừa pháp màu nhiệm của đức Đại Nhật Như Lai. Vì thế cho nên tông này gọi là mật tông. Mười tông phái Mười tông phái chúng ta chắc có học qua rồi chứ hả Biết không Thứ nhất là luật Luật tông Thứ nhì đó là Tịnh độ tông Thứ ba đó là thiền tông Chúng ta cần ghi không Thứ ba là thiền tông, thứ tư là pháp tướng tông. Pháp tướng tông. Thứ năm đó là mật tông. Thứ sáu là thiên thai tông. Thứ bảy đó là hoa nghiêm tông. Thứ tám là tam luận tông. Thứ chín là câu xá tông. Thứ mười đó là thành thật tông. Đó là nó là một trong mười tông phái của Trung Quốc ở tại Trung Quốc. Nó là nằm ra nó là nằm thứ năm mật tông. Thứ chín là câu xá tông. Thứ mười là thành thật tông. Thành thật. Thứ bảy là hoa nghiêm tông. Thứ tám là tam luận tông thì đó nó là nó rơi vào cái thứ 10 nó là mật tông nó là 10 trong tông phái mà nằm chính giữa nên là mật tông thứ bảy là hoa nghiêm tông thứ sáu thứ sáu là thiên thai tông thì chúng ta này học lịch sử chúng ta cũng nên biết cái 10 tông phái này một chút để sau này rồi con ai có hỏi mình nói mười tông phái gặp tới thì chúng ta nhớ thứ chín là câu xá tông câu xá tông thứ nhất là luật tông thứ nhì là tịnh độ tông thứ ba là thiền tông thứ tư là pháp tướng tông thứ năm là mật tông thứ sáu là thiên tai tông Thứ bảy là Hoa Nghiêm Tông Thứ tám là Tam Luận Tông Chín là Câu Xá Tông Mười đó là Thành Thật Tông Nó là mười tông phái, một trong mười tông phái Tức là mười, mật tông này nó là mười, một trong mười tông phái của bên Trung Quốc Dạ Thành Thật đó. Thành Thật Tông Đối với cái Đại Nhật Như Lai cái từ đại nhật như lai này đó hôm bữa trước chúng định không biết tận khi nay trì chú tên của ngài tiền tên tùy danh hiệu của ngài nhưng mà không có tượng những cái duyên nhân duyên là thầy hiền pháp đi ấn độ thỉnh cái tượng đó là cái tượng đại nhật như lai à, uh, về biếu dân nhân định đem lên thờ <laughs> cái nhân duyên tần khi này thì không có thờ nhưng mà tự nhiên anh thấy thấy thỉnh cái tượng đó về đẹp quá đỡ lên thờ luôn là cái cái đại nhật đương như lai này mỗi lần trì chú là nguyên định nó bắt ấn nó phải bắt ấn ờ cái này không biết tại sao thì nguyên định cũng chưa có hỏi sư phụ nhưng mà thầy, cái thầy sư đệ đó người lão đó nói là thầy cứ làm theo sư phụ chỉ mỗi lần trì bắt buộc phải bắt ấn nhưng định hỏi hay có bắt, không bắt ấn được không không nó không tốt lắm mà phải bắt ấn nó mới có hiệu lực Ồ, cho nên cái ấn mà như quý vị thấy đó tức là cầm cái tay cái tay như thế này đó hay là âm dương á cũng là ra thường thấy đó là cái tượng đó là tượng đại nhật như lai hay mật tông đó, đó là thờ cái tượng đó là chính chứ không phải thờ thích ca cho nên chúng ta để, để, cái đại nhật như lai gọi là gọi là tỳ lô giá na thì cái này thì cách hai ngày ngươi định trì một lần Học trước thì ngày nào cũng trì Nhưng mà sư phụ nói Một là một ngày trì mười mấy loại chú dài quá không không đủ thì phân ra Mỗi ngày ba, một ngày bốn, một ngày bảy gì đó tùy theo Anh ngươi định cố gắng trì trong vòng ba ngày Chia ra làm ba, mười bốn loại thì mười ba ngày Em là ba ngày thì hết mười bốn loại Đại cái thì Trong đó cái đại nhật như lai này là làm, làm cái, cái tôn chính rồi cái kim cang Bồ Tát này đó là kim cang tán đỏ. Cái kim cang tán đỏ này là cái phương pháp này là cũng có mật tông. Mà đầu tiên vô thì sư phụ chỉ trì cái chú này ba 3 tháng. Phải bắt, bắt buộc trì mỗi ngày 108, tối thiểu 108 mà, mà 3 tháng như vậy thì mới truyền được chú khác. Mà cái chú này, này đặc biệt đó là sám hối. Tức là tại sao chúng ta vào trước khi vào thì chúng ta phải sám hối tội của mình đó, tiêu diệt đi thì, thì mới có thể trì được thì mới có thể tiếp tục truyền chú khác. Mà trước khi trì, thì Sư Phụ bảo là phải ngồi thiền, phải tĩnh tâm 5 đến 10 phút trước khi trì, không được trì trước khi ngồi thiền. Mà Sư Phụ nói là thường là người ta ngồi làm ngược, tức là trì xong rồi mới ngồi thiền. Nhưng mà đúng ra thì Hòa Thượng nói là phải ngồi thiền trước tĩnh tâm rồi sau đó mới ngồi trì chú thì cái đó là nguyên định đã học được cái sư phụ đó truyền lại bà bảo như chỉ như vậy thì cái chú kim cang này là cũng là cái nguyên định trì thằng như lai đại nhật như là như là kim cang này cũng trì luôn rồi thì đó là cái mà thì mật tông đó là một trong mười tông phái của bên trung quốc đó là mật tông nó được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ năm và thứ sáu tại Ấn Độ gọi gọi là mật vì đây nó là mật hành môn thuộc về cái bí mật của pháp môn thì Nguyễn Định mới hỏi học giả Huyền Thanh tại sao còn mấy chục quyển nữa không không dịch luôn thì ngài nói có những cái phần nó quan nào nó mình chưa, mình không thể dịch, mình chưa được dịch sớm, mình dịch ra sợ người ta hành, nó không có đúng là mang tội. Cho nên Thầy mới đợi chờ lại, sau này dịch sau. Thì nó cũng có liên quan đến tục tạng nhiều, cho nên mới, mới cuối cùng chưa dịch được. Thì Mật Tông là gì? Đó là sự chữ tích và truyền thừa của Mật Tông, Ngài Kim Cang Bồ Tát truyền cho truyền cho ngài Long Thọ, ngài Long Thọ truyền cho ngài Long Trí. Long Trí truyền lại cho Thiện Vô Ý, Tam Tạng. Và ngài Kim Cang Trí Tam Tạng. Thì đó là những vị truyền thừa của Mật Tông. Lớn thì mấy vị dưới này thì nguyên định công trì chỉ trì kim cang tán đọa đến là cái phương pháp sám hối mỗi ngày ừ, đúng ra là mỗi ngày mình trì cái chú đó sám hối thay vì mình lạy mà không lạy mà mình trì chú này đó à, quý vị đã à, có nghe cái âm quý vị nghe, biết ha nên định, định đọc cho quý vị đó là um sa ra tu hum um bin ra sa tu hum còn cái như lai thì không có quy định cái này phải bắt ấn mới trì họ không không nên không bất ấn không bất trì còn cái chú kim cang tức là sau này sẽ có cái chú cái cái, cái vị kim cang tức là thượng sanh kim liên hoa xanh nữa thì cái đó là thì cho chú do để kỳ siêu cho các hương linh nó là um ah, hum bên rồi guru bên bên hum um a ah, hum bền guru tức là chúng ta trì cái chú nó phải có cái âm phát ra như vậy thì mới mới đúng mới mới được mới thành mới, cái đó mới tốt nó phải trì trong cái cái ngực của chúng ta, ta lấy từ trong cái lòng ngực trong mới ra được cái âm đó chú kim cang tháng đó nó là như vậy tức là um bin sa ra tu hum um bin sa ra tu hum um bin sa ra tu hum vậy đó là thân mật khẩu mật và ý mật nó phải thông với nhau thì về nói về cái cái mật tông thì cái đại, đại ý cái cái ý nghĩa nó là như vậy thì chúng ta nói sơ giới thiệu sơ rồi khi vào bài chính thì chúng ta sẽ nói thêm gặp tới đâu chúng ta giải thích tới đó thì vào cái đời đường Ngài vô ý và và ngày kim cang sang trung hoa rộng truyền bí pháp của mật tông tức là Ngài kim cang và Ngài vô ý qua trung hoa truyền mật tông ngài vô ý truyền cho ngài nhất hạnh thiền sư ngài nhất hạnh thiền sư truyền cho đại nhật truyền thích kinh đại nhật làm cho giáo nghĩa của mật tông được rõ rệt ở trung hoa kim cang trí thì truyền pháp cho ngài bất không tam tạng ngài sau này truyền cho ngài huệ quả hòa thượng ngài huệ quả truyền cho ngài không hải là đại sư người Nhật. Ngài Không Hải về sau trở thành vị tổ mật tông của Nhật Nhật Bản. Mật tông có ba phái chính đó là mật tông ở Trung Hoa, mật tông ở Nhật thường gọi là Đông Mật, Mật Tông ở Tây Tạng tức là Lạc Ma Giáo hay còn gọi là Tạng Mật, là Mật Giáo nữa, cũng có cái tên như vậy, chúng ta đi kinh điển nói về kinh điển của mật tông thì tông này nó nương vào hai bộ kinh lớn đó là để làm cội gốc đó là kinh đại nhật và kinh kim cang đảnh nếu kể thêm ba bộ kinh tô tất địa du già và yếu lược niệm tụng thì thành ra năm bộ kinh về mật tông Đức Đại Nhật Như Lai hay gọi là Tỳ Lô Giá Na là thế nào? Chứ là chúng ta đã đã thấy ở đoạn đầu tức là tông này thờ Đức Đại Nhật Như Lai làm giáo chủ bí mật Ngài Kim Cang Bồ Tát tức là Ngài Kim Cang Tát Đỏ Ngài Kim Cang tác Đỏ này là quý vị thấy quý vị mà cầm một cái cây cây sử với một cái linh vì đó là coi như gọi là tổ của mật tông đây là, Ngài Kim Cang Tác Đỏ Gọi là Kim Cang Bồ Tát là vị đó đó Ngài Kim Cang Tác Đỏ Bằng phương pháp quán lãnh Ngài đã nhận lãnh quán pháp màu Nhiệm của Đức Đại Nhật Như Lai Để truyền thừa đông này nhưng Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na là thế nào như chúng ta thường nghe nói Phật có ba thân là Pháp thân, Báo thân và Ứng thân. Thứ nhất Pháp thân. Pháp thân hay là tự tánh thân là Pháp dưới chân tịnh của Đức Như Lai. Làm sở y bình đẳng cho Báo thân và Ứng thân. Pháp thân cũng tức là thể tánh thanh tịnh có đầy đủ công đức thật tánh bình đẳng của hết thảy các pháp báo thân báo thân tức là còn gọi là thọ dụng thân đây là cái thân mà các như lai do thành đủ các công đức tu hành rồi trải qua ba đại kiếp mà được cái thọ dụng thân có ở trong Phật giáo chấm cơm thì có giải thích như thế này có nó có các nghĩa như sau đó một là thân à, hiện hiện, tìa, hiện thị hiện của Đức Phật thọ thân người ở thế gian nên là cái Đức là đang giải thích về cái thân thọ dụng thọ dụng thân một uh, trong bốn thân của Đức Phật phần kia là tự thọ dụng thân Hai là bảo thân Phật để khuyến khích chúng sanh hoan hỷ, thọ nhận cái giáo Pháp từ sơ địa trở lên. Thứ ba đó là thân thị hiện của Đức Phật để giảng Pháp cho hàng Bồ Tát. Còn gọi là ứng thân. Chúng ta biết ba đại kiếp. Một đại kiếp biết bao nhiêu không? Mà trong này thứ ba đại kiếp một đại kiếp có bốn trung kiếp tức là bốn thời kỳ thành trụ hội không một trung kiếp như vậy là có hai chục tiểu kiếp như vậy một đại kiếp có tám chục tiểu kiếp mà một tiểu kiếp như vậy đó là có hai thời 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 giảm và thời tăng thời giảm là khởi đầu từ thọ mạng của con người Đầu tiên đó là 8 vạn 5 84.000 tám tám năm. Rồi cứ mỗi một năm cứ một cứ mỗi 100 năm giảm đi 10 một, 1 một năm. Giảm mãi cho đến khi thọ mạng con người còn chỉ có 10 năm. Tức là sau này tuổi thọ của con người còn có 10 năm khi nó giảm xuống đầu tiên tăng, tăng xong rồi giảm, tức là trong cái thời gian chu kỳ của nó Hết trong khoảng 100 năm mà người ta chỉ sống 10 năm thì sang bắt đầu tăng, tăng trở lại 84 ngàn. Thế là như, vậy đó. Cái nói về cái đại kiếp là cái ý của đại kiếp nó là như vậy. Cái ứng bắt đầu cái chúng ta xem tài liệu đó là ba, thứ ba đó là ứng thân. Ứng thân là còn gọi là cái biến hóa thân. Đây là cái thân của chư Phật do trí thành tựu sở tác mà biến hóa ra thành vô lượng thân ứng theo căn cơ của chúng sanh mà hóa độ trong này nó có cái từ sở tác sở tác nó đối lại đó là năng tác là chỉ cho cái sự phát động tạo tác của ba nghiệp thân miệng ý ba nghiệp thân miệng ý là chủ thể của năng tác những cái do ba nghiệp tạo tác ra gọi là sở tác Như Đức Phật Thích Ca là ứng thân của Phật trong cõi ta bà này. Chúng ta nhớ ha, Đức Phật Thích Ca là ứng thân ha. Ứng thân là sao? Đó là ngày đầu tiên sao? thái tử khi Hoàng hậu vối cái tay lên hái cành hoa thì Vua Trắng hiện Vua Trắng Sáu Ngà vào thăm thai mẹ đó, đó hiện đứng đó khóa thân vào tay tay. Chúng ta biết cái từ hóa thân rồi. Thì vậy, Đại Nhật Như Lai hay là Tỳ Lô Giá Na không phải là Đức Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta để ý. nhớ kỹ ha. Đại Nhật Như Lai khác mà Thích Ca Mâu Ni khác cả nha. Chúng ta hay hiểu lầm đó. Đại Nhật Như Lai hay là Tỳ Lô Giá Na không phải là Đức Thích Ca như một số người lầm tưởng mà chính là Pháp Thân Phật theo các tông phái khác thì pháp thân không có hình tướng. Đấy nha. Nãy giờ ba cái mà cái pháp thân nó không có hình tướng nha. Chúng ta để ý mấy cái này là coi chừng sau này thi nó ra đó. <laughs> và không thiết pháp chỉ có báo thân và ứng thân như Đức Phật Thích Ca mới có hình tướng và nói pháp. Đúng là ý, đúng là tại sao gọi là mật tông là vậy đó? Này là pháp thân, không có phải tướng thân cho nên không có thiếu pháp và giống như Thích Ca, nghe thích không? Đúng là để ý ha. Nhiều khi chúng ta nắm ở chỗ này, nhiều khi chỗ này lớn ớ đó mà giận. Vì chỗ này dở lớn ớ lắm mà. Đức Thích Ca thì có hóa thân với cái gì nữa? Ứng thần Pháp thân là Đại Nhật Như Lai Là không có hiện ra cái tướng Cho nên không có thiếu pháp, không có giảng kinh giống như Đức Thích Ca Như đã đi ha Còn đặc biệt của Mật Tông là chúng ta thấy nó khác ai cái Chúng ta hỏi tại sao khác, nó khác chỗ nào là chúng ta phải biết Trả lời ha Hiểu không? Chúng ta nắm được không? không không có cái này không có thuộc thì cái cái mật tông này nó truyền từ nó từ Ấn Độ nó có từ 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 thế kỷ thứ sáu chỉ có Di Đà của Âm Thế Chí thì Đức Phật thích ca mới giới thiệu chứ còn Đức Phật này là không phải là Đức Phật thích ca giới thiệu mà là có ngay cả Ấn Độ từ Ấn Độ nó là pháp thân mà nó không có hình tướng mà Chủ đề chúng ta nghe rõ không? Đó là mình nói sơ qua cái cái tựa đề của nói về mật tông ha. À, chúng ta nắm sơ qua cái chỗ này. Chỉ sau này khi vô, vô trong thì chúng ta mới mới thấy được, mới, mới, rõ, tìm hiểu thêm ha. Thì chúng ta chỉ nói sơ và đêm nay thì Nguyên Định giải thích về cái cái tựa đề khi người ta quan niệm nghe nói tới Phật giáo Tây Tạng tức là phật giáo, mật tông, còn gì nữa, mật tạng, mật giáo, <laughs> sao im ru vậy? nói <laughs> ngon nó cái từ đó chúng ta phải nắm chứ không thôi là người ta mình hỏi người ta hỏi mình lớn ớt đó, ừ, nó có mấy cái từ mật giáo, mật tạng, mật tông, chúng ta đấy những cái từ đó đó, chúng ta nắm chứ không thôi là quên nên là, là dễ bị lộn lắm. Đó không biết là cái tạ tông này nằm ở đâu nó tên gì ở đâu ra chết <laughs> thì đó là nói sơ qua giới thiệu sơ qua nói về cái giải thích sơ qua về cái mật tông cho chúng ta nắm sơ qua như vậy đó khi sau này chúng ta vào bài cụ thể hơn thì chúng ta hiểu thêm bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào chương 1 ha nói về cái um, lịch sử và hoàn cảnh của tây tạng chúng ta thấy không thấy chỗ thấy đấy chưa ta dở đang đang đầu thì nói về lịch sử tây tạng thì nó không không rõ về cổ đại của dân tộc tây tạng nó như thế nào nhưng chỉ dựa vào cái ghi chép của cổ sử trung hoa để có những cái hiểu biết về dân tộc tây tạng về mặt địa lý thì uh, Thổ Phồn chính là tộc người Khương. nhưng là hiện nay là trong cái, cái các tộc người Khương ở tỉnh Thanh Hải có một chỉ hệ có tên là Ngang. Đây là chỉ hệ mà từ thời Trần Hiến Công. Trần Hiến Công, ông này đã đưa đến các bộ tộc của mình đi về phương nam, chia ra khắp vùng hà tây, đạt đến số nghìn dặm. Nói chung họ là các tộc người khương từ thời nam bắc triều. Từ thời nam bắc triều, cái này nó dựa vào mọi cái cái, cổ, cái sử của Trung Quốc thì nó thờ, thuộc vào nam bắc triều. Và họ là lấp lại. À, lấy lấy, để lấy lập tác ngày nay làm trung tâm để kiến lập nước Thổ Phùng để điều có điều là từ đó họ không còn giao thông với Trung Quốc Nguyên vào thời đường Thái Tông thế lực nước Thổ Phùng đã rất mạnh nên uh, sử sách mới bắt đầu ghi chép về Thổ Phồn Tức là đời đường Thái Tông bên Trung Hoa đó đến đời này nó, cái người dân đời đại họ mạnh lên thì bắt đầu mới bắt đầu mới có cái sự ghi chép ha chúng ta để ý đến đời vua nguyên ý Tôn hốt thất liệt dùng vũ lực sát nhập Tây tạng vào bản đồ Trung Hoa và gọi Tây tạng là thổ phùng hoặc là tây phùng nhớ hàng chúng ta có cái tên Tây tạng nó gọi tây phùng Phổ phùng thổ phồn tây tây phồn nó có cái tên là do xác nhập vào trung quốc <laughs> lúc minh thành tổ đại định thiên hạ bây giờ tây tạng được gọi là ông tư tạng là các tên gọi trên là do triều nguyên thiết lập cơ cấu hành chính của họ ở địa phương tây tạng mà ra thì đó nó nói về cái cái lịch sử của tây tạng đã nắm sơ là nó sơ lược nó như vậy mình nói về cái người tây tạng nói về chữ um, người tây tạng đọc chữ phồn thành chữ Bố Đặc hai chữ bồ Đặc có nghĩa là phật đà tâm quốc điều quan trọng là do Điều quan trọng là do đâu mà nhà đường lại thêm chữ thổ vào trước chữ phùng. Đây là cái vấn đề mà đến nay vẫn chưa có thiết nào giải thích. Nói là như vậy nhưng mà chưa có cái thiết nào giải thích ha. Cái này nó chưa xác định. Sau cuộc cánh mạng Tân Hợi 1911, quân tứ, nghe, quân tứ Xuyên đang trú đóng ở tại Tây Tạng thì lại gây biến loạn nhưng mãi đến năm dân quốc thứ hai, thứ ba 1913 đến 1914 mới được người Anh đứng ra điều hạ giải. Họ mở hội nghị tại Tây Mổ Lạp ở Ấn Độ. Trung Quốc phải tuyên vũ sứ đến Tây Tạng là Trần Di Phạm làm đại biểu phó hội Tây Tạng thì do các luân hà là người thân anh nên được cử làm đại biểu tham dự hội nghị. Còn anh quốc thì lấy ngoại vụ đại thần từ ấn độ là mặt khắc mã hồng làm đại biểu. Kết quả người anh lấy tư thế trung gian và đưa ra chủ trương là chiếu theo lễ cũ của mông cổ chia tây tạng ra thành ngoại tạng và nội tạng đến đây uh, chia sẻ với vị trong cái, cái, vấn đề niệm tí cái từ ngoại tạng và nội tạng khi mà nguyên định du học á nó có cái từ gọi là nội mông và ngoại mông ở đây ngoại tạng và nội tạng chúng ta đi người có người bạn quen người bạn người mông cổ nó nói mình thường kêu nó bày hỏi mày chứ nội mông hay ngoại mông nó <laughs> nó biết mình là người nước ngoài không hiểu cho nên nó giải thích nó nói đừng kêu như vậy nó không thích thì lý do vì sao nói Trung Quốc đó đánh chiếm rồi chia nó ra đất nước của nó ra thành nội mông và ngoại mông nó thù nó hận nó không, nó không thích kêu cái từ đó nữa <laughs> ở đây mình đây mà nó đề đồng... cái trong khi đó người mình đọc nó đây mình mới nhớ là mông cổ đấy, nó chia tây tạng ra nội nội tạng và ngoại tạng này cho nên mình sẵn đây chia sẻ với việc cái câu chuyện nó cũng vui vui nên tới tên tạng mình đừng nói là mình đừng hỏi nó là mày nội mông hay ngoại mông <laughs> nóng thích vui lắm đấy nguyên nhân lo là như vậy nên người Trung Quốc họ chia nó ra đất nước của người Mông cổ ra thành hai nội nội mông và ngoại mông thì nói chung là nói về cái chúng ta nói sơ và cái lịch sử như vậy đấy, chúng ta không cần nhớ nhiều bị biết sơ sơ đâu rồi. rồi nói về cái tiết thứ hai là hoàn cảnh của tây tạng nói về nó là cái nóc nhà của thế giới Tại sao nói là Tây Tạng là cái nóc nhà của thế giới Chúng ta biết ha, nghe cái từ này ha Về mặt địa lý Lấy cái hoàn cảnh địa lý của Tây Tạng Mà nói thì Tây Tạng Nhằm nằm Trên một cao nguyên cao nhất thế giới Chúng ta biết rồi ha Tức là bình quân so với mặt nước biển Chỉ độ cao của Tây Tạng Là 16.000m Hiếp ha 16.000 mét Cao Thế cho nên nó cao nhất thế giới nhỉ? Mình thấy không biết sao mà cái Trong cái ngày thính nghiêm của tài liệu này là Của của, của Thượng Tánh Nghiêm Đỡ cao dữ lắm hả nha 4.000 mét, 2.000 mét Việt Nam mình như Đà Lạt Cách nước biển, mặt nước biển 2.000 mét mà ở đây tới 16 000 m khủng khiếp hơn à? cho nên đó chắc chắn lấy cái đuôi núi mà cao nhất không? thì chúng ta vô trong thế nó họ, họ giải thích sao những nơi trũng thấp và có sông chảy so với mặt biển vẫn ở độ cao từ 10.000 đến 15.000 m do đó tây tạng được gọi được coi là nóc nhà của thế giới à, biết nguyên nhân là ha nhiều khi thi nó ra cái chỗ này Tại sao gọi là nóc nhà thế giới đó <laughs> Nhớ không? Nhớ 16.000m không? À, nó là cái nóc nhà thế giới Cho nên là nó 16.000m Nhiều đó là đủ rồi ha Trả lời nhiều đó thì đủ rồi, ăn tiền rồi ha <laughs> Toàn cảnh Tây Tạng là Tầng tầng lớp lớp những ngọn núi cao Trơ trội và Nhọn hoắt Tại tuyết tuyến đi ngược lên có đến hàng trăm những ngọn núi cao quanh năm tuyết phủ từ xưa giờ vẫn chưa tan chảy khiếp ha khiến người xem trông giống như là bức thềm tuyết chính do yếu tố này mà tây tạng còn có tên là tuyết quốc thấy không cả hàng ngàn năm mình tiếc vẫn còn nó không tan quý vị thấy kinh khủng ha lạnh dữ lắm nguyên định đã nhiều lần cái lúc mà đi du học 10 năm trời nhưng mà à, cách vài năm cách năm hai năm đấy thì thượng tọa trụ trì dẫn phái đoàn đi du lịch và nguyên định có sẵn trung quốc lỡ đi qua đó một chuyến mà không có duyên đi không có duyên đi cứ rơi vào thấy mỗi lần thấy đi là nó rơi vào ngày thi cái những cái, cái, cái mùa thi đó, nên không xin phép đi được cái lạ vậy đó mà bây giờ đi dạy lịch sử nhân định tàng cái cuộc đời của nhân định tàng là <laughs> đi ngược ngược <laughs> nên trái trái như sao <laughs> vui nhiều lúc nghĩ là cũng vui tại rất là thích đi nhưng mà không chưa có dịp đã đi thì chúng ta đã thấy diễn tả về cái cái tây tạng rồi ha về cái mặt địa lý nữa còn có cái tên là tiếp quốc nóc nhà thế giới tiếp phủ quanh năm ghê thiệt à? với cả cả ngàn năm mà không tan không nó cách xa mình phải đi tứ xuyên từ tứ xuyên lên rất là lạnh mà nó người nào yếu yếu là nghe nói đi là nó, không khí tự nhiên là nó tuột mất không khí không có thở được dễ bị chết bị xỉu trong đoàn nhiều lần đi có mấy vị già hội thượng lớn tuổi đi cũng bị ngất, nó tự nhiên không có nó không có không khí nó cao quá đó, không có không khí. thì đó chúng ta thấy về cái mặt địa lý của nó đó, đó là cao 16 000 ngàn mét, rồi tuyết phủ có những cái đồi núi tuyết phủ gọi là cái, cái tuyết quốc. về cái ranh giới tây tạng phía bắc thì giáp cao nguyên mạc mẽ nhĩ của Tân Cương. Quay đầu uh, lên sơn mạch của sơn hệ con lung uh, nam tiếp giáp, phía nam thì tiếp giáp với sơn mạch của dãy Hi mà Lập Sơn, ở giữa nằm vắt ngang qua sơn mạch của dãy sơn hệ võng đê tư. Thì mấy cái này chúng ta không cần thiết, chúng ta lướt qua, mình nói nói chung về ranh giới thì nên giáp với cao nguyên của mặt dễ giáp với tây tây nguyên với Tân Cương là đủ rồi mất cái, cái nó chi tiết quá chúng ta không cần rồi xét về mặt địa đồ thì tây tạng phía bắc tiếp giáp với Tân Cương đông là liên nối liền với Thanh Hải và Tây Khương Nam thì giáp với Ấn Độ Bắc Đan Phía Tây thì giáp với uh, khách thập Mễ Nhĩ, Ba Cơ Tư Đác, An Phú Hạng. Tây Tạng nằm giữa <laughs> trung tâm châu Á. Nhớ cái từ này của chừng dễ, dễ, dễ bị thi ra lắm đó. Tây Tạng nó nằm giữa ngay giữa trung tâm Tây Châu Á nha. Cái nước Tây Tạng chúng ta đấy nó thuộc giữa trung tâm tây châu á vị trí này đứng về mặt quốc phòng là cực kỳ trọng yếu thì cái đó nói về cái mặt uh, ranh giới ở uh, mặt uh, diện tích và dân khẩu tây tạng có diện tích rất lớn tuy nhiên lại có nhiều thiết khác nhau bản dịch của tây tạng kiến văn lục của trần trừng trang số 4 số 5 thì nói rằng sách hoàng Thanh dư địa của lý sát suy uh, sắc đác thì Tây Đạn là một xứ rất dài từ Đông sang Tây là 12.000 uh, 1.200 dặm anh từ Bắc vào Nam rộng 740 dặm anh diện tích Tây T trạng có ước có là 463 3, à, 320 dặm vuông anh về mặt diện tích trung lũng về mặt diện tích trung uh, trung thôn nguyên người Nhật Bản họ viết trong phương pháp tư duy của người Tây Tạng thì Tây Tạng có diện tích là trăm 000 km vuông thì chúng ta, ta, ta mấy cái này chúng ta không cần nhớ khi nhớ nhiều bỏ qua chúng ta bắt đầu qua cái về cái nhân khẩu về mặt nhân khẩu thì theo như thôn Trung Nguyên người Nhật thì nhân khẩu tây tạng có ước tính là 4 triệu rưỡi đến 5 triệu người ta biết nhiều nó là đủ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu người Nhân khẩu về mặt nhân khẩu Thì chúng ta biết rồi Chúng ta tóm tắt cái nào cần thiết Như ta nhớ nhớ không không, không thì Chúng ta không cần coi kỹ làm gì Chúng ta lướt qua được Thấy cái chỗ nào quan trọng người ta nhớ thôi Thì đó là nói về cái mặt à, diện tích ranh giới và nhân khẩu cơ sở tôn giáo chúng ta cũng tạm thời lướt qua cái này không cần thiết thôi thì nói về cái uh, cơ sở tôn giáo của tây tạng thì theo truyền thuyết người tây tạng tự nhận tổ tiên của họ là hậu tử là con Vượng á con hậu tử này là hóa thân của Bồ Tát quan âm đại khái là vậy họ cho là cái, cái truyền thuyết tây tạng là chúng ta thấy chỗ đó không uhm, chỉ nhớ là nó, họ cho họ tự cho là người tây tạng là tổ tiên của họ là hậu hậu tử tức là con Vượng là biến hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, thì cho ta nhớ từ giờ đó là đủ. Cũng nhân đó người tây tạng đặt tên cho trung tâm chính trị tôn giáo của họ Bồ Tát A à, bố bố đạt Lạp, tức là liên đài, và người ngự trên liên đài là Quan Âm Bồ Tát, trên đài chỉ truyền thuyết bởi ngay từ rất sớm tây tạng đã trở thành địa khu của phật uh, phật hóa kỳ thực không phải vậy truyền thuyết trên chỉ xuất hiện sau khi phật giáo đã thịnh hành ở tây tạng thì cái mấy cái này nó chưa chính xác rồi, thôi chúng ta bỏ đó, mà lướt qua đất nước tây tạng tiếp giáp với tây á và đông bắc á trong đó gồm có các tộc người sinh sống bằng nghề uh, du mục hoặc uh, nghề săn bắn. Nói chung uh, mấy cái này chúng ta không cần nhớ, không cần, không, không, cần thiết chúng ta bỏ qua có thể lướt qua được. Không lâu trước khi Phật giáo bắt đầu tịnh hành ở Tây Tạng thì liền bị tín đồ tác mãn giáo đố kỵ mới dẫn đến chuyện Tạng Vương là lãng mạc, lãng đặt ma, tôn kính uh, một tín đồ tác mạng giáo, nổi lên là hủy diệt Phật giáo. Thì nói chung là chúng ta, hôm nay chúng ta học lại khái là giải thích về cái tựa đời Mật Tông. Ngày Như Lai, Đại Nhật Như Lai, rồi Kim Tăng, Bồ Tát rồi nói về cái ranh giới diện tích và nhân khẩu nhiều ta đâu nhớ nhiều ra đủ ha tính ra chương 1 là chúng ta học lướt qua như vậy để chúng ta nắm khái quát như vậy rồi tuần sau thì chúng ta học tiếp à, chương thứ hai ha rồi sau học thấy, thấy nhanh không đơn giản mà cái này cũng không cần thiết chúng ta cứ lướt qua cái nào khi nào nó đến chỗ nào để chúng ta học hỏi thì chúng ta nên dừng lại ha và phân tích rõ. Thì nói còn mấy phút nữa thì nói sơ qua cái vấn đề thi quý vị có thắc mắc gì không? Vì nào có cần có có hỏi gì không ạ? Kiểm tra cái về phần kiểm tra của cái môn phần giáo miếng điện á, có khó không? lâu lâu chơi chữ hơi mắc một tí quý vị đỡ thử quý vị hiểu sao không? <laughs> cái nội dung chính đó là gì nó là tiết bảy tiết sáu tiết bảy tiết cái đó, đó chúng ta đếm chúng ta thấy trong đó biết điện mà thay vì dùng nội đi dung chính không không dùng mà ở trên chúng ta trả lời được mà ở dưới không hiểu mà trả lời không biết trả lời sao <laughs> vui quá thì nó là nội dung chính là cái tiết đó chúng ta dạy khi mà dạy ra giải thích cho quý vị đó nói cái nội dung của đó thì phần hai nó là bảy tiết, phần kia nó chín tiết. Thì không dùng tiết mà dùng nội dung chính vậy đó cũng <laughs> trả lời được. Nhưng mà cái dưới uh, nói về tiết thì không biết trả lời sao hết. Có <laughs> mấy vị đã nộp bài rất là sớm. Mới nộp buổi sáng thì buổi chiều đã 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 đã, đã, đã bài thì nó rất dễ mà, đúng không? thì cảm ơn uh, quý học viên trên online cũng như trong lớp hiện tại đây đã theo dõi môn uh, lịch sử Phật giáo tây tạng thì chúng ta hôm nay chỉ là uh, cái bữa đầu để giới thiệu khái quát cái tôi thì vô uh, mới chân sau thì chúng ta mới đi sâu vào và phân tích kỹ hơn. Nguyên định có cái duyên là đi tới thanh hải. Thanh Hải là cái, cái, có một cái đặc um, có những cái đặc biệt đó là về cái tượng Phật mà chúng ta thấy trên mạng hay thấy cái tượng Phật ngồi đỡ hai cái tay lên đầu gối đó tượng Phật chỉ lạc á gọi là lạc lạc sơn đại Phật á Thanh Hải là cái tình cái tỉnh đó cũng liên quan đến Tây Tạng ngày xưa cái lúc mà Nguyên Định vừa uh, làm luận án bảo vệ xong là đi chu du với một người bạn người Quảng Đông đến Thanh Hải vô à, tình là biết được một cái đến cái cái huyện cái, cái một cái huyện Ngọc Thọ Châu thì đến đó học được cái cách nhìn về cái đông trùng hạ thảo quý vị ở đây có uống được chưa có uống cái đó không cái đó nó rất mắc cách nhìn thật giả mà người bạn Trung Quốc phải bỏ tiền ra tính ra là khoảng 50 triệu tiền Việt Nam á thì bạn ấy mua nửa ký à, hơn à, hơn nửa ký hai ký tươi hai ký mà nó còn tươi chưa khô đó. thì vì mua số lượng cũng hơi nhiều ở đó cái người à, dân đó họ mới thật tình họ cũng chỉ cho cái cách nhìn thật giả đi một đàn đúng là đi một ngày đàn học một sàng khôn nếu không bỏ ra số tiền đó thì không thể nào biết được mà cái người đó họ người chính cái người bản địa đó họ mới họ thấy mình cũng người từ từ, từ xa đến họ mới chỉ tức là mua khi mà mua chúng ta để ý trên cái cuốn của nó nó có con mắt đỏ thì mới là thật còn không là giả hết không là họ nuôi kiểu như nuôi cái dạng không có còn nó chỉ luôn cả những cái cách mà người nó bóc nó cái đất nó, nó nhìn đất khi họ bóc lên họ nhổ lên nó, nó, bị bể đó họ lấy tay họ họ bao nó lại cũng nhìn ra được luôn vui lắm kỳ đó đi được một tuần mà học được cái cách nó, họ chỉ cái, cái cách nhìn thật giả cái cái đồng trùng hạ thảo tận khi này không ai biết không ít có ai biết cái vụ đó lắm mà chỉ người địa phương họ chỉ cho mình họ chỉ rõ cho mình luôn kêu không vào khách sạn cho nó ăn ăn bữa cơm xong rồi <laughs> nó hỏi tại sao bây giờ tôi không biết nó thật là tình là tôi không biết là, là thật hay giả thì phải nhìn sao không biết họ mới chỉ cái đây cái đông trùng hạ thảo rất là quý mà chỉ cái vùng với đó mới có tứ xuyên dùng thà ngọc họ châu đó, vô tình là đi vô đó thì họ nhổ họ sáng 4 giờ sáng họ đem ra họ bán cái người dưới đó họ bán rất là là, là, là đắt rất là nhiều người khác tỉnh đến mua rất là xung xung sao rất là đông người đến mua cái cái, cái loại đó mất lắm mà quý vị bây giờ họ trồng được nhưng mà cũng không bằng thiệt nó đâu có thiệt nó rất quý mùa đông nó còn con trùng mùa hè nó là một cái loại cỏ gọi là đông trùng hạ thảo đó hạ là mùa hè đó, đông là mùa đông nó hay thiệt cái con cái, cái, cái cây nó rất hay rất uống nó rất tốt thì đại khái như vậy ha hôm nay chúng ta chia sẻ với quý vị những cái vấn đề Phật giáo Tây Tạng thì hôm nay đã đến giờ đã đến giờ nên chúng ta mời quý vị để khởi thân để hồi hướng